Mỹ support cho Việt Nam chứ không phải tham gia nội bộ, ok. Mẹ đem lính vô bắn bầm chéo support cái đầu mày chứ support. Tổ tự nhiên Việt Nam giờ hai phe mà support con phe à, nói vậy nói được. Mà ví dụ như không phải là hai phe từ đầu đi cũng được. Thí dụ như hai phe từ đầu là ví dụ như cái trong vụ Việt Minh á. Ôi lộn, xin lỗi bạn, trong vụ Điện Biên Phủ á. Hiểu không? Rồi chúng ta cùng nhau đánh cho Pháp cút, cùng đánh cho Điện Biên Phủ nhào đồ này nọ kia, giải phóng Điện Phủ ra. Rồi xong rồi bất hòa, xong rồi gây lộn, ok, cái đó nghe nó còn được chút. Còn đằng này tự nhiên đâu ra ngồi phá vỡ hiệp định Geneva đã đời rồi, xong rồi support cho ông bên quýnh bên kia như khói luôn. Quá giờ ông nói support, chữ support nghe nhẹ vãi, không đồng ý. Câu này của bạn mình không đồng ý nhá. Tổng thống nhờ giúp đỡ viện trợ từ Mỹ, kệ tổng thống mày. Xin lỗi mình dân miền Nam ấy mà, đừng giận nha, cho đặng trách đặng gì đó. Mày tao bình thường đừng giận nha. Kệ tổng thống mày. Chứ đâu phải tổng thống của dân Việt Nam đâu. Mẹ xạo xạo. Thứ nhất không phải người dân bầu. Thứ hai phản chủ. Mà trong thật sự xin lỗi bạn, trong mấy cái mà phản là anh quê nhất luôn á. Đúng không? Tổng thống phải là một, nếu mà tổng thống nếu có, xin lỗi các bạn chứ nếu có thôi nha. Mày chơi phản chủ không được. Nên cho đặng phải cho chót gì đó. Chót đặng Mr. Floria đó phải tìm hiểu luôn cái điểm này nha. Phải công tâm điểm này mới được. Thí dụ như nhờ Mỹ giúp nhưng với điều kiện nó phải hợp pháp. Và nó đại diện cho tất cả. Cái này không hợp pháp. Thứ nhất không hợp pháp, thứ hai không đại diện cho tất cả. Ok. Bảo đại không xứng làm vua. Cái chuyện xứng hay không xứng mình không phải là cái mình nói, mình chưa cho nó là xứng cả. Nhưng mà mình dùng chữ xin lỗi nếu có. Đúng không? Mình dùng chữ xin lỗi nếu có. Tại vì á ông tại vì ông vua Bảo Đại á là Pháp đã bảo kê và dựng lên từ đầu tới đuôi rồi. Thì đáng lẽ bây giờ á là phải tiếp tục là ông đó nữa thì nó là đúng. Tự nhiên giờ thằng đệ đứng lên nó phản. Thì trong cái góc nhìn mà những người phe, những người thân với vua Bảo Đại á, mình dùng chữ là ông vua nha, thì người ta đã không lại phản này. Và nó không được hợp pháp. Là cái cuộc bầu cử đó nó không đúng. Bầu cử đó nó quá, thứ nhất cái cuộc bầu cử đó không được phép diễn ra. Cái cuộc bầu cử đó không được phép diễn ra, hiệp định Geneva không có quy định là phải có cuộc bầu cử đó. Mà cái cuộc bầu cử là 1956. Đó. Mà nó đã lỡ diễn ra rồi mà nó diễn ra còn tầm bậy nữa. Hắt phiếu từ lưa hộp dưa hết. Đúng không? Nó gọi là nó bóp đi cái quyền tự do của ông vua. Nó vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc nếu có. Mà nó vi phạm luôn tất cả những cái gì, những cái giá trị nhân văn căn bản của Quốc hội Hoa Kỳ. Mày đang binh vực ngụy ca ép để bớt chút danh dự vì cho lũ ngụy Sài Gòn chúng mày à. Đâu đâu, nào binh vực đâu ai ngụy Sài Gòn gì đâu. Mà có ngụy ca ép nữa hả mày. Em so sánh này là hở sườn nữa, cứ lôi Việt Nam mình vô hoài. Tức là Việt Nam mình cái thằng kia hồi xưa là sai tắc lát rồi, sai luật, sai này, sai nọ, sai đạo lý, sai quá trời. Nha, còn bây giờ cái ép người ta không hề sai luật nha mấy má. Mấy má cứ đem so sánh tầm bậy tầm bạ xong tự nhiên lôi Việt Nam vô xàm. Thứ nhất, luật quốc tế cái ép cho không sai. Thứ hai, luật trong dân nó cũng chả sai. Nó chỉ sai là sai luật với Nga thôi. Vậy thì một quốc gia có quyền áp đặt luật lên một nước khác không? Nói chỗ đó nữa. Không. Theo anh Di, Liên Quốc và Đồng minh Liên Quốc có nghĩa gì khi lực lượng khủng bố đánh bom do phương Tây và NATO tài trợ mục đích trừ lộ chính quyền Mỹ mà cho độc tài? Mấy ạc lo làm biến trả lời, mua ạc đi trả lời chứ. Nga được gọi là xa lầy chưa anh? Tùy định nghĩa em. Tùy định nghĩa nha. Giờ định nghĩa, giờ nói chưa cũng được mà nói rồi cũng được nữa. Nào đúng hết á. Trong hơn 20 năm Mỹ mất hai tướng. Một khủng bố 11 tháng 9, lầu năm góc. Hai là sẽ chết khi phản nội gián ở Afghanistan, không tướng chết trên chiến tuyến. Nên chỉ trong 100 ngày mà Nga mất 10 tướng. Con số này khá căng. Ok, giờ muốn đam theo chiều nào? Lâu lâu khỏi Mỹ một cái chỗ đau chơi ha. Vậy tướng Mỹ hổ giấy, đúng không? Núp trong computer, chỉ ta năm ngón. Thì như vậy Mỹ không chết. Ok, xin lỗi bà Mỹ trước nha, này xin lỗi nha. Như còn những người tướng kia người ta gọi là lâm trận chung với chiến sĩ đồ này nọ kia. Đi tiếng đầu đồ nó khác chứ mấy em. Nên mọi sự so sánh nó đều khập khiễng. Quan trọng nhìn theo góc độ nào. Đó. Rồi đó là một góc độ. Thì góc độ khác như bạn nói ở bên kia nhiều khi nói chung thì vũ khí nó lợi hại quá, nó cũng này nọ rồi gì ai biết. Cái gì? Nghèo mới phải xả thân chứ anh giàu quá ngồi chỉ tay năm ngón cho khỏe, ai ra trận chi. Nói mày quân đội, tao có luật của quân đội chứ mà nói chuyện. Không có bình luận cái này được nha quý vị. Quân đội có luật của quân đội miễn bàn không biết.
Vì 2022 rồi, chiến đấu công nghệ cao, tướng cấp cao ra trận làm gì gì, bảy ba, tăng sĩ khí. Tinh thần cho tăng sĩ khí, quận 7 thấy tôi qua tăng sĩ khí nè. Không lẽ vợ tôi ở nhà tôi điều khiển bằng giấy xong quận 7 thành gì mày? Giỡn hoài. Anh Duy từng thừa nhận quân đội Mỹ sợ chết nên chết ít, em không bật ngửa. Ở bình thường Mỹ sợ chết thế mẹ như nó rồi. Một mạng của Mỹ mà nó tính toán, nó cần đo đong đếm, chết cha luôn. Tổng thống bay ghế cũng vì vụ đó đó mấy em. Thí dụ giờ ông tổng thống A đi, ông điều quân đánh nước B đi mà chết nhiều quá là bảo đảm ông rung liền. Không có đùa đâu. Thí dụ như cái vụ áp cái đất tăng đó, cái đó có chết không? Xin lỗi em chứ, xin lỗi bạn nhé, mình không muốn nói về tăng thương mất mát, nhưng mà cái vụ áp đất tăng bạn thấy Taliban mới dám xiên không? Taliban vẫn mở đường cho Mỹ rút lui đàng hoàng, vẫn mở đường cho những người mà đi theo Mỹ đàng hoàng. Đúng không? Đâu có ra đem qua sân bay bắn đâu. Ủa mà những Mỹ cứu đó, Mỹ bị chửi biết nhiêu. Thế giới chửi Mỹ, ông tổng thống Biden cũng bị quá trời bị luôn. Còn nếu mà bị lính Mỹ bị chết, mày tao đụng tới lính Mỹ này nó đụng cái gì vô cái gì nhà giàu gì? Nhà giàu đứt tay bạn mày đổ ruột. Mới xuống sân bay hả? Rồi welcome. Chuẩn bị đối diện cảnh delay nè ông. Mỹ không sợ chết đừng nói xạo, quân đội Mỹ là số 1, ma gặp cũng sợ. Má quân đội Mỹ là số 1 mà cứu nổi quân đội kia. Bây giờ ok, bạn nói chuyện đàng hoàng với mình cũng nói chuyện đàng hoàng với bạn. Tôi rất thích bạn. John Đặng Mr. Florida. Welcome bạn đến với diễn đàn chúng tôi. Bạn nói quân đội Mỹ không sợ chết, ok. Chỗ này là chỗ tranh luận được. Bạn có lý của bạn, tôi có lý của tôi. Vậy thì bạn nghĩ sao về 58.000 cái hòm? Nếu mà không sợ chết thì phải đánh nhiệt tình hơn. Mà tôi bảo đảm đánh nhiệt tình hơn thì thằng kia kịch bản nhà nó khác rồi. Đúng không? Một bên 58.000, bên kia quá trời quá đất luôn. Mình đang thắng mà. Tôi vẫn không tin rằng quân đội Mỹ không sợ chết. Tại vì những cái gì mà tôi học được á, là một người lính Mỹ ngã xuống á, là có rất nhiều vấn đề trong đó. Thứ nhất, tiền bảo hiểm, Medicare hay cũng cái kiểu chính sách vợ con ta. Nó ở Mỹ là gì? Là một sự sòng phẳng. Chứ không phải là cái chuyện mà thôi mày chết cho đất nước đi, tao cảm ơn mày. Thằng lính Mỹ tao sẽ nói là không ơn nghĩa khi cô gì, thực tế trước đã rồi ông muốn ơn nghĩa thì vô ngày chiến sĩ trận dòng. Một khoản chi phí rất lớn chứ đùa. Nên người ta phải tính toán. Và nền kỹ thuật quốc phòng Mỹ á, nó tương đối nó phát triển. Nên nó như các bạn nào nói nãy đó, nó sẽ dùng cái gọi là đánh kỹ thuật công nghệ cao. Đầu tiên đứng ngoài vịnh Ba Tư bắn Tomahawk vô chứ ai đâu đổ quân vô chi má. Chừng nào mà Tomahawk mà gọi là bắn nó nát thành phố rồi, bên bển nó thở oxy rồi, đầu đem quân vô kéo sát. Ngay cả trận chiến Iraq cũng vậy. Không quân Mỹ làm cỏ liền, vô là bắt quýnh má nhân ba luôn mà. Làm từ xa. Làm từ xa mà làm từ cao nữa. Thí dụ như phòng không nào xịn thì lụi đừng chiếc hay chiếc thôi. Nhưng mà bây giờ nó bay kiểu như bay trên trời mấy trăm chiếc. Em đồng ý ở điểm quân đội Mỹ coi trọng mạng sống nhưng phản đam vụ cứu thằng kia. Quân đội số 1 không ngu đi cứu thằng kia, không ai là chú đích. Ê, tao đâu nói gì đâu, ok. Đúng không? Thì anh nói mẹ, nếu mà gọi là... Thứ nhất á, là nếu mà họ chơi nát hơn, họ chơi nhiệt tình hơn, họ chơi này nọ kia hơn, thì thằng kia chắc vui hơn. Tao chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà ở một cái điểm nào đó vẫn bị rén. Vụ Mỹ rút quân em có tưởng do vụ bê bối chính trị lớn như vụ Watergate. Nhầm nhò Watergate, Watergate khỉ khô, vẫn phải đâu mày ơi. Một phần thôi à, do là gì, chịu nhiệt không nổi. Vậy thôi, nó khác là bị xa lầy nữa. Nó nhiều vấn đề lắm. Rồi phản chiến nữa làm chi. Ông nổ cho giữ vô, ở khe xanh bên kia tắt thở rồi, đồ lập cái sao vàng ở trong Nhà Trắng đồ các kiểu vậy chưa. Nhưng mà cuối cùng khe xanh thì sao? Đó, quýnh sao quýnh sao kỳ, tình báo kỳ á, nó mạnh như gấu rồi nói nó tắt thở đồ. Quê trước dân, mà quê trước dân mùa cử đó là xong luôn. Thì thôi giờ quê chữa thẹn bằng cách nào, thôi giờ đưa quân về an toàn là gì, là đình chiến, là rút quân đó. Chứ qua tôi gây là sau này rồi, cái vụ đó cũng đích xanh là sau này rồi, tự vụ cho anh xanh nhiệm kỳ cuối kìa. Rút quân chiến thực không nói là thua được, thua là phải sống, khổ mới gọi là thua. Rồi ok chịu, giờ Mỹ không thua được chưa, thằng kia thua hết cãi, thằng kia sống khổ là cái chắc, đúng không? Thôi giờ tao nhường mày một kèo đi, anh em mình chơi dĩ hoài dĩ quý mua ạt mà, mình nhường bạn một kèo. Mình rất đồng ý với bạn luôn. Không mà không phải đồng ý nữa, mình tôn trọng bạn thôi chứ đồng ý gì. Mình tôn trọng quan điểm bạn nói là ừ Mỹ không thua, mình tôn trọng bạn mình không cãi. Nhưng bạn phải thừa nhận mình thằng kia thua. Theo lý lẽ của bạn là sống khổ. Đúng không? Vì thằng kia đã từng sống khổ, đang sống khổ và tôi nghĩ là sẽ còn sống khổ. Chỗ này bạn có phục không?
với Mỹ có các tổ chức phi chính phủ để kiểm tra cái chết của binh sĩ khá là minh bạch. Còn Nga trong chiến tranh chắc chen chỉ thương vong 7 ca, nhưng tổ chức phi chính phủ của Nga báo con số gấp đôi. Thì chắc chen liên quan tới Nga đâu, mấy ông chắc chen đi theo mà. Thí dụ giờ Nga tính quy thiệt hại cho lính mình thôi chứ, đúng không các bạn? Mấy ông chắc chen là mấy ông có nước hình nước khác. Có cái nước gì Georgia là gì, phải không ta? Nước gì trời? Mấy ông chắc chen là nước gì? Chắc chen là kêu vậy thôi, nhưng mà nước khác. Nước Georgia hay nước gì ta? Mấy nước nhỏ không biết, mà nước được công nhận. Nước này quốc tế không công nhận. Nên nước này chơi rất thân với Nga. Trong những giai đoạn đầu, Ukraine phải rút đa phần lực lượng vùng Donbass với miền Nam về Kiev để thủ miền Bắc. Từ Belarus tràn vào nên Mariupol mới dễ dàng bị bao vây. Giờ theo lực lượng phản công thì cuộc chiến sẽ tàn khốc hơn. Nghe cũng có lý mày. Nghe cũng có lý, nhưng mà một cái khía cạnh nào đó thì giờ Nga cũng tập trung vô miền Đông luôn. Tức là hai bên giờ tập trung vô miền Đông. Em mà nghe nói miền Nam hình như là lụm được ít kèo đó mấy em. Biển cái khu Kherson đó. Tức là thông tin giờ nó nhiều quá anh cũng biết. Chưa, mặc dù chưa giải phóng được Kherson nhưng mà ý nó là cũng có chút xíu thành tựu. Quân ly khai thật ra là quân chính phủ hợp pháp bị lật đổ, nên quân ly khai thân Nga đang giải phóng lại những vùng đất đã mất. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Kiev nhào. Này mẹ anh ơi, này lý luận chỗ này hơi bựa nha. Nếu giờ Ukraine mà Nga làm phán thì phải thêm nước có ba chứng kiến. Theo anh thì Mỹ hay là Pháp, nước nào được? Em nghĩ là Pháp đủ tuổi không? Chính quốc hội bãi nhiệm ông tổng thống thân Nga. Vì ông này đu càng sang Nga mà bảo Donbass là chính phủ bị... Thì nói chung cái lý chỗ cái thằng Thái Đoàn nó không có cứng. Nên nó nói là Khương Thái Đoàn, em nói đó ra, hồi nó phản biện nó cãi em cãi không lại đâu. Nha, cái chuyện gì nó cũng giải quyết trên tình lý và người dân. Người dân là quyết định tất cả. Khó gì trăm lần dân liệu cũng song song gì đó, dân gì đó, nó đại loại là vậy. Nên cái cú này kèo này Tài Quỳnh thắng. Rồi xong, tiếp. Ukraine vừa nêu điều kiện đàm phán với Nga khi vũ khí hạng nặng về là hết, đánh bật quân Nga tới biên giới thì sẽ đàm phán. Vì ngoài đó ra thì không còn lý do để đàm phán. Nhiều người chê Tổng thống Hề, chứ em thấy quân đội số 2 thế giới không thể đàm phán như một tên Hề. Ủa là sao ta? Ukraine vừa nêu điều kiện để đàm phán với Nga là khi vũ khí hạng nặng về hết, đánh bật quân Nga tới biên giới thì sẽ đàm phán. Ồ, cái này hơi căng à. Cái này nói chung là mục tiêu này cũng hơi khó, nhưng mà thôi kệ. Đó là tất nhiên ở góc độ người Ukraine thì người ta muốn như vậy. Còn đánh bật biên giới thì nó có nhiều biên giới lắm. Dùng đá mới mà dùng đá cũ nữa, Crimea ngày xưa nữa. Đàm phán cho đàm phán cái Crimea ha.